phải đẹp trai chị. Trời ơi, tại vì em đẹp rồi cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Dạ, nhược điểm nữa của em là sợ ma. Hả? Anh thì anh nghĩ ngược lại các tường. Sao? Anh nghĩ rằng chàng trai sẽ bấm nút và cô gái không bấm nút. Bởi vì ta nói cái tình cảm đó, cái cảm xúc đó, nó có những điều rất là khó nói. Đôi khi mình ở người ngoài thì mình nhìn vô mình cảm nhận như vậy, nhưng mà những người trong cuộc họ lại có những cảm nhận rất là khác nhau. Đó là tình yêu. Thế mới bởi là tình vậy yêu. Đó là những cung bậc cảm xúc. Chính vì vậy mà chương trình của chúng ta mới càng thêm hấp dẫn, có đúng không? Đúng vậy, và chúng ta sẽ hấp dẫn hơn với cặp đôi thứ hai. Mời quý vị. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. Chào em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. À, dạ. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lai Ấn Độ hay Hà Lan gì vậy? Dạ, nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp. À, cái tên này ấn tượng rồi nha. Có bao giờ bạn làm việc Nghĩa Hiệp chưa? Dạ, cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ, em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động thì em có đi bắt cướp không? Dạ, cũng nếu phát hiện cướp thì bắt. Gì? Phát hiện gì? Phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. À, cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ, cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập, cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em cũng có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào, đẹp trai này rồi giỏi nữa, làm cảnh sát cơ động rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ, cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ, công việc của em thì thời gian nó không ổn định, nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ, mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Vậy hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70, tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi, cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ thôi, bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ, em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Được, rồi cái thứ hai? Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Hả? Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ, tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bà không rung mắc mới gì bạn cấm tao rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy khó chịu. Chóng mặt. Chóng mặt và cảm thấy khó chịu. Hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền cũng được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn, chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn Nam. Cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì?
Dạ, nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt. Cái này lạ nha, làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò, chị muốn diễn kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc có lúc nào? Dạ, thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ, phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi. Thôi, cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa trơn á. Xem phim Việt Nam á. Ờ, hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt, ướt át xíu chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em muốn quá em ơi. Cao. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng bên đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê rồi được. Tròn tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. À, rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa. Đẹp mà giỡn hoài anh. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được, bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thật ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý như bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ vì sao vậy? Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà yên tâm đi bạn trai, bởi vì không sao, bạn trai này đẹp trai. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn.